Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Trong tập trước, Phong Cận đã thích một cô gái tên là Sammy. Vì Sammy nên Phong Cận đã cố gắng thay đổi, từ một học sinh cá biệt trở thành một người tốt. Nhưng sau đó, Phong lại bị chính người bạn thân nhất của mình là Gia Buồn hãm hại, khiến cho Sammy ngày càng ghét Phong Cận hơn. Liệu trong tập này, Phong Cận sẽ làm như thế nào để Sammy không hiểu lầm về cậu ta nữa? Mời các bạn đón xem. Sammy ơi, Sammy à, làm ơn tha lỗi tôi đi mà. Sam ơi, ơi gì Sam mà ơi, tha lỗi? Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, ông cũng vậy à? Ông cũng chỉ là một người phá phách thôi. Nè, tôi nói thật mà, bà phải tin tôi. Rõ ràng á nha, là hôm qua tôi chỉ muốn tặng quà cho bà thôi, chứ tôi không hề muốn lấy trộm đồ của bà hay là gì hết trơn á. Tại sao bà lại tin mọi người mà bà không tin tôi hả? Gì mà tại sao? Rõ ràng bằng chứng rành rành, bác họ về nói vậy rồi, không lẽ bác họ về nói xạo? Thôi thôi, đừng nói chuyện tôi thích làm bà với những người như cậu đâu hả? Nè, nhưng mà những gì Sam thấy không phải là sự thật đâu. Bác bảo vệ chỉ là hiểu lầm tôi thôi. Làm ơn tin tôi đi mà. Sam ơi, Sam. Vậy là cũng không tin mình sao? Bộ nhìn mặt mình nhìn giống một kẻ ăn trộm lắm hả? Thật sự tức thiệt chứ. Cái tên Gia Buôn đáng ghét này, không ngờ anh ta lại hại mình. Bây giờ phải làm sao để cho Sammy hết giận mình đây? Rõ ràng mình chỉ muốn làm người tốt, mình muốn thay đổi, nhưng mà hết chuyện này đến chuyện kia xảy ra, làm cho mình bị Sammy hiểu lầm. Bây giờ phải làm sao đây? Trời, bây giờ phải làm sao đây? Thiệt luôn á, mình đang phải suy nghĩ làm cách nào để có thể giải thích cho Sammy hiểu đây. Chẳng lẽ bây giờ mình với Sammy cứ phải hiểu lầm nhau vậy mãi sao? Bây giờ phải làm sao đây ta? Phải làm sao bây giờ nha? Em Phong Cận kìa. Dạ. Em làm cái gì mà nãy giờ ngồi trong lớp không chép bài mà cứ thì thà đi thầm cái gì vậy? Không biết chép bài gì hết. Dạ, em xin lỗi thầy, em xin lỗi thầy. Dạ, thật ra thì từ nãy giờ em đang suy nghĩ một số chuyện á, cho nên là em quên chép bài. Dạ, giờ em chép liền nha thầy. Dạ, em xin lỗi, em xin lỗi. Dạ. Trời ơi, suốt ngày xin lỗi là hay, học hành thì không ra đâu, đầu óc cứ bay trên trời. Rồi sao mà thi tốt nghiệp, lâu học bài dạ. Dạ, em xin lỗi thầy, em biết rồi ạ. Cũng sắp thi tốt nghiệp rồi. Thôi, tập trung học hành trước đã. Ok. La 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 la. Bài làm sao ta? Xem coi. May quá, đúng lúc bây giờ Sammy đang ngồi một mình để học bài. Thì sáng đến giờ á, mình đã chuẩn bị một cái bông hoa rất là đẹp để tặng cho Sam luôn nè các bạn ơi. Bạn xem nè, đó, một bông hoa rất là đẹp luôn. Bây giờ á, thì mình sẽ đem bông hoa này ra ngoài đó tặng cho Sam. Sau đó là mình sẽ giải thích mọi chuyện cho Sam. Chắc chắn Sammy sẽ tin mình. Sammy là một người thông minh mà, làm sao có thể tin cái tên Gia Buôn đáng ghét đó mà hiểu lầm mình được. Từ trước đến giờ á, mình đã cố gắng thay đổi, trở thành một người tốt để có thể làm bạn với Sam, cho nên chắc chắn Sammy sẽ hiểu mình mà. Ok rồi, vậy bây giờ mình sẽ đem bông hoa ra tặng cho Sam và xin lỗi Sam mới được. Ok, đi thôi. Hay nhưng mà cứ sao thấy run run thế nào nha. Sammy ơi. Ủa? Lại là cái tên Gia Buôn đáng ghét. Sammy ơi, hôm nay tôi có món quà tặng cho bà nè. Hả, quà hả? Lấy gì vậy? Đó. Wow, cái tên này lại còn tặng hoa nữa. Ôi, dễ thương dữ vậy. Ơi, cảm ơn cậu nha. Sammy đang học bài hả? Tôi đang học bài mình nè. Cậu muốn ngồi chung không? Muốn cho mình ngồi chung học với mình cũng không biết mấy chỗ. Đây rồi, ngồi đi. À mà Sam ơi. Ủa gì vậy Gia Bôn? Bà còn nhớ cái vụ hôm bữa Phong Cận trộm đồ của bà không? Trộm đồ hả? Bây giờ còn nói xấu mình nữa. Nhớ mà làm sao? Tôi chơi với ổng từ nhỏ tới lớn á, tôi biết cái tính ổng là xấu xa lắm luôn á. Ủa, là từ trước đến giờ ổng xấu xa vậy luôn hả? Bây giờ còn có cái thói ăn cắp nữa, bởi vậy cho nên á tôi nghỉ chơi với ông Phong luôn rồi. Trời đất ơi, thật luôn hả? Hèn chi, ổng xấu tính vậy, ông nghỉ chơi là đúng rồi. Bởi vậy á cho nên á tôi không có ai chơi chung hết á. Tôi á là bây giờ là người tốt rồi, sao có thể làm bạn với tôi được không? Hả? Kết bạn hả?
cũng được. Tại vì bây giờ ông là người tốt rồi, tôi chỉ kết bạn với người tốt thôi, nên là cũng được á. À, trời ơi, cái tên Gia Bun đáng ghét này. Bây giờ hắn ta còn nói xấu mình với Sammy nữa chứ. Rồi còn bảo mình là kẻ ăn cắp nữa. Rõ ràng là mình không có ăn cắp. Mặc dù là mình xấu xa thiệt, nhưng mà mình đã cố gắng thay đổi rồi. Mình đã trở thành người tốt, mình không có ăn cắp. Hóa ra hắn ta muốn hại mình là bởi vì hắn ta muốn kết bạn với Sammy, cho nên hắn ta mới hãm hại mình. Trời ơi, tức quá mà. Bây giờ phải làm sao đây? Bây giờ mình có giải thích cho Sammy thì chắc chắn Sammy cũng không tin những gì mà mình nói. Thôi, coi như là từ nay mình đã mất đi một người bạn, mà mình cũng không thể nào kết bạn với Sammy được nữa rồi. Cứ tưởng mình với Sammy sẽ trở thành những người bạn tốt của nhau, vậy mà... Sẽ có lúc đôi ta nhận ra không thể thiếu vắng nhau. Tôi hứa với bạn, từ nay tôi sẽ không làm việc xấu nữa. Tôi sẽ trở thành người tốt. Tôi sẽ trở thành một học sinh gương mẫu, một người có ích cho xã hội, một người tốt. Bước trên dòng đời, hãy nghĩ về nhau. Bước trên dòng đời, hãy nghĩ đến nhau. Ta dù trên bờ vai nhau mỗi ngày, hãy hướng thật xa về tương lai kia. Em tự như nguồn sống trong ai, hãy nắm thật chặt đôi tay anh nhé. Hôm nay đi học mệt ghê luôn à. Kiểu này phải về nhà nói mẹ nấu món gì ngon ngon ăn mới được. Không biết mẹ hôm nay sẽ nấu món gì ta. Không có trời đất luôn à. Thôi bây giờ về nhanh mà còn được ăn cơm nè. Uầy, em gái, đi đâu mà vội vàng thế? Đi chơi với anh không? Ủa, anh là ai vậy? Tôi đâu biết anh là ai đâu mà đi chơi với anh. Trời ơi, em cần biết anh làm gì. Bây giờ em lên xe với anh đi, anh cho em kẹo nè. Anh có nhiều kẹo lắm mà kẹo nó ngon lắm. Hừm, mấy người nghĩ sao vậy? Tưởng tôi là con nít mà bây giờ đem kẹo ra dụ tôi à? Đừng có nằm mơ. Vậy hả? Trời ơi, nói nhẹ không nghe, cứ phải nói nặng sao? Không nói nhiều, lên xe! Cứu tôi! Lên xe. Có người bắt tôi, cứu tôi! Ra, cứu tôi vậy! Hả? Ê, mấy cái người kia! Thả Sammy ra! Mấy người kia! Mấy bạn ơi, hình như mình mới vừa thấy Sammy bị cái xe kia bắt cóc hay sao á? Mấy người kia! Chết rồi! Mình không đuổi theo kịp. Trời, hình như Sammy mới vừa bị cái bọn áo đen bắt cóc hay sao vậy? Bây giờ mình phải làm gì đây? Phong ơi. Hả? Cam ơi, bà biết gì không? Tôi mới vừa thấy Sammy bị một bọn áo đen bắt cóc á. Bây giờ á bà mau đi theo tôi đi giải cứu cho Sammy đi, nhanh lên Cam ơi. Phong, ông bình tĩnh nghe tôi nói nè. Bình tĩnh cái gì nữa trời? Nói cái gì giờ này nữa? Bây giờ Sammy đang bị mấy cái tên áo đen bắt cóc rồi. Mình phải giải cứu Sammy, nhanh lên. Không được, tôi bảo là ông bình tĩnh đi đã. Ông hít vào thở ra. Rồi bình tĩnh chứ nè. Chuyện là như vậy nè. Camui ơi, bà có chắc cái chỗ này là chỗ mà Sammy đang bị bắt cóc không vậy? Hả? Tôi chắc chắn luôn á. Tại vì lúc đó tôi nghe lỏm được là chỗ này mà, không sai đâu. Ây, không ngờ là cái bọn này, bọn chúng dám lộng hành như vậy luôn á. Được rồi Camui, bây giờ Sammy đang ở trong đó. Để một mình tôi là con trai mà. Tôi sẽ vào đó để giải cứu cho Sammy. Còn Camui, bà mau chạy đi kiếm coi có chú công an nào ở gần đây không. Gọi chú công an tới, hiểu không? Đúng, chúng ta phải báo công an nữa. Đúng rồi. Ông đi vào giải cứu Sammy nha, còn tôi đi báo công an liền đi. Ông nhớ cẩn thận nha. Được, đi, nhanh nha. Nhớ cẩn thận đó. Rồi, đi vào. Ây, cái tên đáng ghét này. Không ngờ hắn ta dám làm như vậy với Sammy. Nhất định ta sẽ không để yên như ngươi đâu. Sammy, yên tâm đi, tôi vô cứu bà nè. Hay à, tất cả đứng im. Mau thả Sammy ra. Ủa, gì kỳ vậy? Ủa, tính ra là mình hay xem trong phim, mình nhớ là mấy cái kẻ xấu đông lắm mà ta, sao mà vô hôm nay thấy có mỗi một tên trời. Ủa? Cũng không tồi nha. Biết ta ở đây để mà tìm đến luôn đó hả? Thông minh á.
Tất nhiên là tao biết ngươi ở đây rồi. Ngươi mau mau thả Sammy ra. Còn nếu không thì đừng có trách ta. Giỡn vậy không vui nha. Tại nghĩ sao vậy? Ta bắt cóc con nhỏ đấy, mặt muốn chết à. Bây giờ bảo ta thả là thả hả? Gì mà chuyện dễ dàng quá vậy? Trời ơi, có ngon thì lại đây. Thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà tính làm gì ta hả? Nát. Vậy thì phải dạy cho thằng nhóc con như ngươi một bài học mới được. Sao hả? Cái tên kia, ngươi đã chịu thua chưa? Ủa gì vậy? Đánh đau quá. Sống mệt rồi. Người ta đánh chơi có một xíu rồi. Ủa? Mà đánh người ta thật à. Ủa cái gì mà sao khóc nhè rồi? Vì trời đấy. Tại vì ta mất mẹ ta. Quý quý lại rồi. Mẹ ơi. Quay quay. Quay. Ủa trời cái gì kỳ trời. Tự nhiên con trai gì đâu mà tự nhiên kiếm chuyện với ta xong quýnh nhau cái chạy về mát mẹ hay sao trời trời kỳ cục vậy. Ủa mà khoan, quên, mình quên mất, vẫn còn Sammy. Sammy ơi, bà đang ở đâu vậy hả? Sammy, tôi đây nè Phong ơi. Hả? Cứu tôi với. Đây tôi nè. Ôi Sam. Ủa Phong. Ủa tôi bà sợ quá à. Bà có sao không vậy? Tôi sợ quá à. Đừng sợ nè, ngoan. Đây để Phong kể chó cho. Ngồi im nha. Rồi đó. Bà có sao không? Tôi không sao, cảm ơn ông nghe Phong. Tôi sợ quá. Trời ơi, mừng quá. Nè, bà không sao là tốt rồi. Bây giờ bà đi theo tôi dẫn bà ra ngoài. Nhanh lên. Qua đây. Qua đây. Ra ngoài đây đi Sam. Yên tâm đi. Hồi nãy á tôi đã tiêu diệt hết cái bọn bắt cóc hồi nãy rồi, cho nên là ở ngoài đây an toàn lắm. Bà yên tâm nha. Được rồi. Tôi biết mà, cảm ơn ông nha. Được rồi, đi theo tôi nè, nhanh lên. Phong, Sam, hai người không sao chứ? Camui, tôi không sao. Sam, Sammy cũng an toàn rồi nè. Tôi không có sao. Sao ơi, bạn có sao không? Trời ơi, may quá có Phong cứu, tôi không có sao. Trời ơi, mừng quá à. Thôi, Sam ơi, bà có sao không vậy? Tôi không sao đâu, Yabun ơi. May có Phong từng cứu á. Ơi, cái tên đáng ghét này, ngươi còn hỏi nữa hả? Sammy à, tôi nói cho bà nghe nè, chính cái tên Yabun này á đã âm mưu bắt cóc bà đó. Hả? Cái gì? Yabun hả? Ủa, Yabun là người tốt mà làm sao thì làm chuyện này được? Hắn ta chỉ giả vờ làm người tốt thôi. Thật ra đây chính là âm mưu của hắn. Chính Camui đã là người kể với tôi nghe. Camui, mau nói cho Sam biết đi. Đúng rồi đó Sammy, để tôi nói cho bà nghe nè, chuyện là như vậy hả? Đói bụng quá, phải vào căng tin ăn mới được. Đằng kia không phải là Yabun sao? Ủa, sao Yabun lại đứng đằng kia ta? Em nghe điện thoại hả? Từ, bà nghe coi xem có gì hot không ta? Các ngươi nhớ lời của ta dặn đó. Chiều nay phải làm mọi cách để bắt cóc con bé Sammy đó cho ta. Và ta sẽ giả vờ đi giải cứu con bé đó. Để con bé đó thích ta. Đâu phải nói cho mọi người biết đây mới được. Chuyện là vậy hả? Đúng rồi đó. Tại sao cậu dám làm vậy với tôi hả? Tôi không có biết gì nha. Tôi đi về à, tôi đi không biết gì hết trơn à. Tôi chạy. Hey, cái tên Yabun kia. Đứng lại nhanh lên. Tên Yabun kia. Ơi, cái tên đáng ghét này. Tôi sẽ báo chuyện này lên cho thầy hiệu trưởng. Chắc chắn thầy hiệu trưởng sẽ đuổi học ông. Cái tên đáng ghét này. Vậy là từ trước giờ tôi đã hiểu làm ông sao? Thôi, Sammy cũng đừng có buồn. Dù gì ở đây á cũng có tôi với Camui nè. Từ nay á chúng ta sẽ là những người bạn chơi chung thân thiết với nhau, được không hả? Vậy là từ nay á Sammy cũng đã hiểu là tôi không phải là người xấu rồi, đúng không? Và chúng ta cũng đã có thêm một người bạn mới là Camui nè. vậy là từ nay chúng ta sẽ lập thành một nhóm đi. Bây giờ bọn mình kiếm cái tên gì đó vui vui đi nha. Có cái tên gì đó cho nhóm của bọn mình không? Hay là bọn mình sẽ dùng cái tên Bộ Ba Phá Hoại. Vậy là từ nay biệt đội của chúng ta sẽ có tên là Bộ Ba Phá Hoại nha. Thôi lấy cái tên này á, nghe nó vừa quậy phá mà nó cũng vừa dễ thương nữa. Đúng rồi. Mấy cái tên này sẽ không ai dám bắt nạt tụi mình luôn. Chắc chắn là vậy. Em tự như nguồn sông trong ai. Hãy nắm thật chặt đôi tay anh nhé.
Hãy nhắc tên anh từng cơn mơ, hãy nhắc tên anh từng nỗi nhớ. Cùng anh không.